Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Thi Việt. Cẩm Tú xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả, năng động. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đáng chú ý nào nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung liên quan đến tình hình lũ lụt và thiên tai đang xảy ra tại Trung Quốc. Diễn biến của sự việc xảy ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển, nước mưa lũ liên tục khiến cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng và hôm qua chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 11 cho đến nay, gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm 2 ngày trước tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây, với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi nước lũ đã tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tỉnh miền đông Trung Quốc là Chiết Giang và ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Sin Chan và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và Hạ Lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang. Và một số nơi khác, một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông tương tự sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng đã có 17.000 người bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt mức lũ lụt năm 2020 kể từ ngày đầu tháng. Hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng chống lụt lũ bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50 mm, trong đó 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100 mm. Thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điền lớn nhất là 147,7 mm và lượng mưa tối đa trong một giờ là 92,7 mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu - Hạ Môn ở Phúc Kiến đến gần thượng nguồn xảy ra sạt lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày mai trên toàn tỉnh có mưa và sấm chớp. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua. Ước tính từ ngày mai đến ngày cuối tuần này, nhiệt độ tối đa hàng ngày hầu hết các khu vực của phía Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ C và nhiệt độ tối đa có thể lên đến 38 độ C. Vào sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao, một lần nữa đề cập nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa là 38 độ C. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, bão lũ triền biên tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc, khi tại nhiều nơi ở nước này xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như lở núi kinh hoàng, đã khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây nhất, vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, sau những trận mưa lớn kéo dài tầm tã mà một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu hơn 2 ngôi làng. Khoảng hơn 7.000 dân thuộc thôn Sương Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ có 9 thi thể mà đội cứu hộ đưa ra ngoài, số người xấu số còn lại đã bị chôn vùi trong đống đổ đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực khắc phục. Trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, trong đó có cả gia đình của ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sống gần khu vực núi thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm như trên. Trong khi đó tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn đất tấn đất đá đổ ập xuống. Anh Dương,
Một nhân chứng sống sót kể lại, khi anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng nổ. Chạy ra xem thì thấy đất đá trên núi ào ạt đổ xuống ba khu nhà của đoàn kinh tế quốc phòng 347 thuộc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Anh Khoa, nhân viên thông tin đoàn kinh tế quốc phòng 347 tại huyện văn phòng Giang Đông, là một trong năm nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở núi này, vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Quá nửa đêm có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn, tôi vội bật dậy chạy ra sau nhà xem và thấy đất đá đang ào ào đổ xuống ba khu nhà, không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Được một đồng đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hồng Long nói mình như được sinh ra lần thứ hai. Anh ta kể lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính, cũng nghe tiếng nổ lớn nhưng nhiều người khác chưa kịp bật dậy đã bị bức tường lớn đổ đè lên khiến người mắc kẹt. Anh cố gắng hết sức để đẩy bức tường ra khỏi nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người ngồi bên nghe thấy chạy ào hợp sức đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở đất núi tiếp theo ập xuống, tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, nhiều mảng tường trôi xa hàng trăm mét. Anh nói vụ lở đất núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan, binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người dân bị vùi lấp, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang bị mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập vẫn đang mải mê cho quân đội tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh của Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carter thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp được lên kế hoạch từ trước để phục vụ một số mục đích như đào tạo thích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng và hải quân không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc trong hơn 10 ngày qua, bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp, lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia vào vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Ngoài ra, đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ 30 cuộc tập trận trong năm trước đó. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt Trường, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết rằng Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ ngày 4 tháng 1 cho tới nay để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn chứng sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại cho rằng Trung Quốc tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.